cùng tái. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Thần Thông Trên Cung Trời Đâu Lợi Phật Nữ Như Mô Phật Hiện Thần Thông Ta Nghe Như Thế Này Một Thơ Nó Tại Cung Trời Đâu Lợi Tương Vật Vị Thanh Long Mà Thiện Pháp Lũng Đa Bân Cả Thuyết Bân Cả Thuyết Tất Cả Những Vật Pháp Đại Bồ Tát Trong Vô Lượng Ngày Giới Ở Mười Phương Đến Đến Hội Hợp Loại Trong Các Ngày Rằng Đơn Hình Ca Mâu Ni Có Hề Ở Trong Đời Ác Vũ Trường Mà Hiện Dân Đây Trí Huệ Hận Thông Chân Hề Nghĩ Bàn Để Điều Phương Chúng Sanh Các Cương Lập Cho Chúng Nó Đò Vạn Vô Và Vui Khen Sống Chưa Vợ Nèo Xa Đi Và Kinh Thông Đức Thế Tôn Bây Giờ Đứng Như Lai Mỉm Cười Phong Ra Trong Kền Vật Mây Sáng Rõ Lợn Như Là Vật Mây Sáng Rõ Đầy Đủ Vật Mây Sáng Rõ Đầy Từ Bi Vật Mây Sáng Rõ Đầy Trí Huệ Vật Mây Sáng Rõ Đầy Bát Nhã Vâng mê giang ra đại tâm mô, vâng mê giang ra đại kiến thương, vâng mê giang ra đại vững đường, vâng mê giang ra đại công đường, vâng mê giang ra đại quy y, vâng mê giang ra đại tăng thân. Ta bò vọng ra bất cả thiên, vâng mê giang ra như thế rõ đà bạc ra cả cử tiếng vi diệu như là tiếng bồ thi đồ tiện chi giới do đô dị tiếng những dụng đồ. Tiếng tinh tấn đồ tiếng tình hiền định đồ tiếng bác nhát đồ tiếng tư bi tiếng y xà tiếng giải thoát tiếng vô lò tiếng trí huệ tiếng sư tử không tiếng đại sư tử không tiếng mây dòng lớn hai trời rộng hội hôm kia đều và bác ra bậc khả tiếng bi diệu như thế sông thời có vô lượng ước hạn trời rộng quỳ thần ở trong cõi ta ba bà cõi nước vương các cùng đến hội hợp nơi cung trời đảo lên như là trời tử tiên vương trời đảo lên trời thủ diêm ma trời nóng giúp đà trời hóa là trời ha ha tư tà trời vâm chúng ta vâm vũ trời đa vâm trời thiên quan trời vô lượng quan trời quảng âm trời hiệu tịnh trời vô lượng tình trời biên tình trời vượng xâm trời vước ai trời quảng qua trời nghiêm dương trời vô lượng nghiêm dương trời nghiệm tương qua hiện trời vô tương trời vô biên trời vô nhiên trời hiện kiến trời hiện hiện trời sanh cứu cánh trời ma mê thủ la Cha đền trời vi tượng vi tượng thứ tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng quy thần nẻo đến hồi hợp lại coi những vi thần ở coi ta bà cũng coi nước vương thác như tầng biển sông tầng trần cây rừng núi tầng đất tầng sống chậm được lúa mà ân dù ngàn dù đền mà hư không hưng chết trời hưng dù ăn muốn hưng cây co vì hưng như thế đều đến hồi hợp lại coi những đại quỷ vương ở coi nước ta bà cũng coi nước vương khác Như an mô nguyện vương đạo mẹ về vương đạo tinh kỳ nguyện vương đạo tai lâm nguyện vương anh bình nguyện vương nhiệt đồng nguyện vương tự tâm nguyện vương bước lờ nguyện vương đa ai kinh nguyện vương cao nguyện vương như thế đều đến hội hợp. Ba đức Phật phá khởi bây giờ đứng hình ca mâu ni bằng bảo nga văn thổ sơ la ba vương thời đại bồ tát rằng ông tam cò tất cả chư bằng bồ tát ba trời rộng uy hận đó ở trong thế giới này và cùng thế giới khác ở trong quốc đô nào quốc đô khác nay đều đến hội hợp tại cùng trời đau lợi như thế ông có bị sổ bằng như chăng Ngài bản vô sơ la ban và rộng bằng đường nghệ tôn nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếm cũng không biết là số bao nhiêu đứng bằng bản Ngài bản vô sơ lại rằng đến ta cũng dùng vật nhận xem thấy còn không đếm xiên. Sơ văn văn đề đệ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ hồi kiếp lâu xa đến nay hoặc là độ đương độ chưa độ hắc đà anh tô đương âm tô những âm tô Ngài bản vô sơ lại ban đứng vật rộng. Từ ở lâu xa về trước con đã tu căn lên chân đàn trị vô ngài nghe lời đứng vườn nỗi đo hơi tiên tính nhân liền gọn ngang tiêu quả hạnh văn trời rộng tám vô chung và những chúng sanh trong đời sau do ngài là hành động của như lai nhưng chắc là sanh lòng nghĩ ngờ dẫu có lấy văn đi được cũng chưa có huy ban cuối mong được kể tôn nói rồi nhận đi của ngài Địa Tạng Bồ Tát ngài tu hành gì lập nguyện gì mà hành đồ được sư không thể nghĩ bản như ta đứng vào bảo ngài vẫn thù sư lời rằng biết như bao nhiêu có cây lựu được lúa mẹ tre lau đau đá nuôi bồi bậc trong coi tài tạm thiên đại thiên cứ môi vật là một sông hằng rồi cứ xô cáp trong mỗi sông hằng mỗi hồ cáp là một cõi nước rồi trong mỗi cõi nước cứ một hồ vui nhỏ là một kim rồi bao nhiêu số vui nhỏ chữa trong một kim đều đem lâm kiếm cà từ lúc ngay đi tòa bồ tăng chứng quán vì hầm địa bồ tát đến nay nhìn lần lâu hơn số kiếp thì dù ở trên muốn là những vơ ngay Địa Tạng Bồ Tát còn ở vật thanh văn và binh chi vần Này văn thù sư lời hoài thần hệ nguyện của Bồ Tát đó không hề nghỉ bà đến đưa về đời sau nếu có tranh thiên nam người hiền nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát và khen ngợi hoặc chiếm hương phải lầy họ dương danh hiệu hoặc cung dương nhờ đến bê căn
đắm sơ ngân tường của Địa Tạng Bồ Tát hơn từ đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đạo lơi vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa bao chung ác đạo. Bốn trường giả tự phát nguyện nảy văn tự sư lời trải qua bất khả duy kiếp lâu xa về trước. Tên ân quang ai địa ta ba ta thọ một vị trưởng giả tự lúc đó trong đời có đức phật là sự tư vấn tướng của tốt và ngành như là trưởng giả tự thấy đừng vào tướng mà tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm. Mà bà nói đừng vào tu hành nghìn gì mà đang tốt đẹp như thế khi ai được sự tư vấn tướng của tốt và ngành như lai bao trường giả tự đang muốn chứng được hận tư tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa đồ hóa tất cả chúng sanh bị khốn khổ này vẫn tu sự lời chương gia từ nghe xong liền và quyền rằng từ nay đến tôi số chẳng thể kể xiết ở đời vĩ lai tôi vì những chúng sanh tội khổ trong xấu đường mà giang bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải hóa kết cấp rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở chư đức và sư tư vấn tướng tu tốt và ngạch trạng như lai ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ứng vô số bất cả bí kíp mà ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát. Nam Bà La Môn đường của Mê Lai Hòa Bậc Ca Tư Nghi vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Từ Tại Phương Như Lai. Đời bởi họ đến 100 nghìn vương ứng vô số kiếp trong thời tưởng vẫn có một người con gái dòng Bà La Môn người để nhiều đời chữ bước sâu dày. Mọi người đều kinh nể khi đi đường lúc nằm ngồi chư thiên thường theo họ về bà mẹ của người mẹ tinh ta đào. Phương kinh khi ngôi tam bảo ấy mang vô anh nơi đem nhiều đời quyền phương tiện khuyến nhủ bà mẹ người hầu lập cho bà mẹ người sanh chánh kiến. Nhưng bà mẹ người chưa tình hẳn chẳng bao lâu bài chết từng ngộ ta đã vào trong vô gián địa ngục. Lúc đó anh tự biết rằng người mẹ khi còn sống thông tin nhân quả đều chẳng phải theo nghiệp quay bà thành bao đường ở cánh nữ biệt. Bác nhà đứng sống nhiều hương hoa. Còn những đồ lời con rồi đem cuộc chờ tại chùa hợp ta đừng vật giác hóa định từ tại phương trong một ngôi chùa kia hay hình tượng của đừng vật giác hóa định từ tại phương đâm bè hỏi dung đủ cảnh tôn nghiêm. Thánh nữ chim bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng tư nghĩ thầm rằng đó vật là đơn đa gia đu tất cả trí huệ nếu Đức Phật còn trụ ở đây thì khi mẹ tôi của tôi đã đến biết bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào nghĩ đến đó. Thánh nữ buồn tôi rơi lệ chầm nhìn tưởng như lai mặt lòng nguyện liên mai bọc nghe trên thứ không có tiếng bảo rằng anh ở đường không kia hồi đừng có bi ai hòa lòng này ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi anh ở chắp tay hướng lên ngươi không mà vậy rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sâu sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi hướng nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho đó mẹ tôi hạ sanh vào chốn nào trên ngươi không lại có tiếng bảo hạnh nữ rằng ta là đường vượt quá khứ giác hoa định từ tại phương như lai mà người đường kim bài đó hãy ngươi hương nhớ mẹ trói hơn đường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo anh nữ nghe xong nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình mấy đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau anh từng mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng quy xin đơn vợ sọ thương bảo ngay cho đó chỗ hạt xanh của mẹ con này hân tâm của con sắp chết mất đức giác hoa định tự tại vương như lai bảo anh nữ rằng cung dường xong người mau trở về nhà rồi ngồi ngay hẳn nghi tưởng danh hiệu của ta hơi ngươi sẽ biết chỗ hạt xanh của mẹ ngươi. Lệ bậc xong anh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thăm nữ ngồi ngay hẳn niệm danh hiệu của đức giác hoa định tự tại vương như lai trải suốt một ngày một đêm. Bao mai hằng mình lên một bờ biển kia nước trong biển đó có sùng sùng có rất nhiều thú dữ hứng khởi toàn bằng sáng bay nhảy trên mặt biển chạy ra bên đây xua đuổi bên kia hay những trái con gà gió nhiều đến nghìn muôn hợp chỉ mật nói ở trong biển vì cả thú dữ dành nhau ăn kinh lai tây nguy và gió hình thù đều lạ lùng. À, nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu đặng đánh chia ra ngoài miệng bẹn nhon dường gươm lo những người tội gần thú dữ rồi quỳ lại chân bắt ngươi tội tấm quắt đầu chứng ngươi tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ai anh nơi nhà đường xương niệm vật nên tự nhiên con kinh sợ có một vị quỷ quân tăng ra phó đông đầu cuối đến cuối đầu nghinh tiếp thôi hạnh nữ rằng hay thay Bồ Tát ngài có kiến sư chỉ đến chỗ này hạnh nữ hỏi quỷ quân rằng đấy là chỗ nào.
Quý vương vô động đáp rằng đây là từng điện hư như có phía tây núi Đại Địa Vi. Thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Địa Vi có địa ngục, việc ấy có hiện như thế chăng? Vô động đáp rằng hiện có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng này tôi làm sao để được đến chỗ địa ngục đó? Vô động đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải cho nghiệp lực, ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi nguyên cớ vì sao mà được trong điện này soi sung sục như thế, và có những người tội cùng mây ca khú giữ. Vô độc đáp rằng những người tòa giọng miệng này là những kẻ tàu ác ở cõi diêm vô đề mới chờ trong khoảng 49 ngày, còn người kể từ để làm tốt nước hầu cũ vớt khổ nạn cho luôn sống. Kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này mười muốn do tôi về biển đông, lại có một cái biển những sự không khô trong biển gấp bồi hướng biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nửa sự không khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà gặp với ra đông gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này. Vậy thanh nữ lại hỏi quý vương vô độc rằng địa ngục và đâu? Vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mọi ngục đều khác nhau. Về địa ngục là người có 18 chỗ bực kê, đó có 500 chỗ đủ khổng lương sự khổ sở, bực kê nữa có đến 1.000 cục đầy khổng lương sư không vô. Anh nữ lại hỏi quý vương rằng thân mong của tội mời quốc gần đây còn đòi ẩm hôn của người, vậy sao bao chút nào? Quý vương ngồi anh nữ rằng thân mong của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Anh nữ đáp rằng mong của tôi mê tình ta đàn trên ngôi tam bảo, còn lúc tạm thời tinh danh vào sống rồi chẳng kinh dâu của con bao lâu mà chữ rõ rõ lạc vào đâu? Vô đầu đáp rằng mong của Bồ Tát tên họ là gì? Anh nữ đáp rằng hưng phụ và hưng mẫu của tôi đều giống dối và la môn. Ân Bồ Tát hiệu là Y La Thi Kỳ, Ân Bồ Tát hiệu là Diệt Đế Lợi Bồ Tát. Chẳng thấy thứ anh nữ rằng xin anh nữ hãy trở về chợ đêm làm hương nhà vương rồi mà lắm nữa tôi nương Diệt Đế Lợi được dẫn lên con trời nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhà con gái của người có lòng hiếu tôi vì mẹ mà xong xưa đề bậc tu tỏ phước lành cúng dường chua tóc thời. Nương giác hoa đến từ tại vương Như Lai chẳng phải chỉ thiên thân mâu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó. Những tội nhân vô gian cũng đều được quy về đồng đặng hợp sanh cả. Nói xong quỷ vương chấm tay chào hết nữ mà cáo lui. Bây giờ hết nữ dựng kim bao cho tình rõ biết biết đó rồi. Bèn coi trước pháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự tại vương Như Lai mà bác thơ nguyện rộng lớn rằng tôi nghĩ từ nay dân đến đời vì là những chúng sanh mặc vải tôi khổ thì tôi lập ra nhiều vương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đưa vợ ba ngày vẫn thưa xứ lời rằng quý vương vô độc trước đó nay chính là ông tài thủ Bồ Tát con thánh nữ Bà La Môn đó, nay là địa tạng Bồ Tát đây vậy. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con là pháp giới chúng sanh, cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha.